Xin chào mọi người, tối nay em lên con laptop cho mọi người. Cái con laptop này nó là màn hình 14 inch nha mọi người. Lenovo IdeaPad gì đây. Nó chỉ có 2.8 triệu thôi. 14 inch. 2.8 triệu thôi, và mọi người sẽ cùng em đi tham khảo thử tại sao nó 2.8 triệu nha. Tại con này cái cấu hình nó cũng thấp nhưng mà nó dùng cho dân văn phòng á mọi người. Văn phòng cũng rất là ok. Phím rất là đẹp, màn hình 14 inch mà nó mỏng dánh nè mọi người. Nó có ngõ TVC nữa nè. Con này á là nó gọi là Lenovo IdeaPad. Đây nè, Lenovo IdeaPad nè, 12S 14i AP á mọi người. Date của nó là nó sản xuất ngày 23 tháng 11 năm 2017 nha mọi người. 23 tháng 11 2017. Đó, nó cũng sản xuất năm 2017 thôi. Cũng không phải là cổ lắm. Cái mẫu thì rất là đẹp, thực sự luôn. Cái mẫu á, mỏng, đẹp. Mọi người nhìn phím nè. Em mở nguồn nha. Nhìn phím nè. Đó. Cái con này á, nó rẻ là do cái cấu hình nó thấp. Tại vì ở bên Nhật á, người ta sản xuất những cái máy thấp như vậy là để cho ví dụ như dân văn phòng hay gì á, bây giờ hay sản xuất cần máy rẻ mà sản xuất cái theo cái tiêu chuẩn mà người ta sử dụng cái gọi là gì. Bây giờ người ta lướt web bằng cái dữ liệu đám mây hay gì đó mọi người, trên web không à. Cho nên nó là cấu hình của nó thấp. Nhưng mà chạy YouTube hay gì thì cũng được lắm đó mọi người. Em bắt wifi, wifi ở đây cách nhà em là ở trên cái cục wifi ở trên nhà em, ở trên kia, bút ở trên kia là nó phải là gần 20m. Nhưng mà nó bắt wifi cũng rất là nhanh. Rồi, đây mọi người. Con này á có camera nè mọi người, để học online hay gì đó đều được hết nha mọi người. Rồi á hả, 14 inch thì nó cũng to cho mấy bé nè, học online, đánh văn bản, nghe nhạc, xem phim. Nói chung á là đều ok hết. Pin nó thì rất là trâu nha mọi người. Pin của nó là phải hơn 2 tiếng, 2-3 tiếng trở lên không á. Pin nó rất là lâu luôn á. Mẹ hồi chiều em có sạc nhưng mà sử dụng cũng nhiều á. Còn chừng đó. Rồi văn bản như Word, Excel rồi vậy đó là đều thoải mái hết. Tại sao? Tại vì em cái cấu hình của nó thì sẽ tìm hiểu sau. Đánh văn bản rồi rất là ok. Đây, cái cấu hình của nó là đây. Em sẽ quay cái cấu hình cho mọi người xem ha. Không có dài dòng lan man nữa. Ý em nói là cái con này á là sử dụng văn phòng rồi rất là ok. Tại vì á là tại vì á là cái cấu hình của nó thấp cho nên nó mới có cái giá 2.8 triệu mỏng như thế này. Đây nè mọi người, nó là chip của nó là Celeron thôi, N3350. Đó, RAM là 4GB nha mọi người. Thật sự là cái cấu hình nó thấp nhưng mà là nó sản xuất 2017 đó mọi người. Nó cũng không phải là cổ lắm cho nên cái mẫu nó đẹp. Và cái này nè, cái phần chứa dữ liệu, cái SSD của nó chỉ 64GB thôi, có nghĩa là nó chứa nó chỉ chạy chương trình thôi. Còn lại ví dụ như chứa dữ liệu thì chứa được ít. Tại vì là bây giờ là dành cho những cái anh chị em nào ví dụ như mình lướt web, mình văn phòng rồi học online là mình dùng cái dữ liệu ở trên mạng để học. Đó. Đơn giản. Máy đẹp gọn thì vậy nó mới có giá rẻ là 2.8 triệu đó mọi người. Ví dụ như ai mà muốn ổ cứng nhiều thì mọi người có thể thay được nha mọi người, có thể là về nâng cấp lên ổ cứng 128 hay là 256GB ví dụ vậy, nâng SSD lên. Còn cái này là bên Nhật nó về sau là như vậy. Em để nguyên như vậy cho mọi người. Đó, cái con này á là camera đồ, webcam đồ là đầy đủ hết rồi. Đó, cái ngoại hình thì đây, Lenovo vậy ha mọi người ha. Con 14 inch mỏng dánh à. Tại vì á là nhà em á là mới về một cái lô máy. Đây nè, cái lô máy này á là cái lô máy gọi là máy bãi đó mọi người. Máy này máy bãi nha, nó không phải là cái loại mà nằm trên kệ của nhà em. Loại này là loại xách tay từng cái một. Nó nguyên zin theo cục sạc với lại. Còn cái loại này loại máy bãi là nó về theo cái đồ này của nhà em nè. Đồng hồ rồi loa đài rồi đó.
Đó là cái con này là nó về theo nhiệm như vậy đó, cho nên là đời nó thấp chứ đời thấp như vậy bình thường nhà em không có cho bay về đó, là em nói với mọi người là như vậy. Con này xài cũng rất là ok, máy bao dinh nguyên bản cho mọi người, chưa sửa chữa. Cái này không thèm sửa chữa làm gì, nó không có gì để sửa chữa, mọi người không sửa chữa không gì hết trơn, mọi người xài chữa cháy ha, pin còn lâu. Và thực sự là máy về á, máy bãi thì nó không có cục sạc, cho nên là em mới lục cái cục sạc Asus. Cục sạc này là Asus xịn nha mọi người, thì nó có cái dắt ghim với lại đúng với cái vuông với cái quát của nó, thì em để theo cho mọi người sạc. Sạc ok, hồi chiều em đã sạc thử rồi là thấy ok rồi mọi người ha. Màn hình 14 inch, con này 2,8 triệu, máy kèm sạc như vậy, ai mua thì liên hệ em đó, cọc em sẽ ship code cho mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.